Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. À, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để khắc phục cái lỗi mà cái ổ cứng gắn ngoài ấy, gắn vào trong máy tính mà nó không nhận nhé. À, đây ví dụ như cái ổ này nhé, mình có cái ổ ổ rời này, ổ rời của uh, bọn WD, My Passport đấy. À, thì đó mình gắn vào máy tính thì nó không nhận, mặc dù là kết nối USB rồi driver các thứ đều cập nhật ok thì các bạn sẽ làm một cái thao tác nhỏ này thôi là nó sẽ ok nhé à, đấy là trừ trường hợp là các bạn kiểu các cái ổ usb của bạn nó bị hỏng hay bị lỗi đứt dây đứt giếc thì chắc là là nó sẽ không khắc phục được đâu à, ok à, Mới đây nay kh không muốn làm video kiểu okay. làm video làm thế kênh youtube này đang bị tắt kiếm tiền các bạn đang bị à, à, đang phải xác minh lại danh tính chả hiểu cái thằng sn nó làm sao nếu như bạn nào mà đang à, được yêu cầu xác minh lại danh tính mà bị à, đình chỉ và tắt kiếm tiền ấy, các bạn cứ đợi thì bình tĩnh, chắc hai ba hồi thì nó xác minh xong thôi. À, ok, ví dụ mình đã cắm cái ổ này vào trong máy tính rồi. Nhưng mà các bạn nhìn thấy ở đây này, chỉ có cái máy ảnh này, ổ C, ổ D, ổ E, ổ E thì là cái ổ US, uh, SSD của mình rồi, ổ khác. Thì để mà hiện cái đấy lên ấy thì các bạn sẽ làm mấy bước thao, thao tác đơn giản như này nhé Cái máy của mình đang dùng là máy Win 10, các bạn kích chuột phải vào cái chỗ mà This PC này nhé. Hoặc là máy tính của tôi ấy, nếu như là tiếng Việt các bạn kích chuột phải vào sau các bạn chọn tiếp là manage manage là quản lý nhé manage à, về thao tác thì đơn giản là bạn gắn cho nó một cái tên tức là gắn cho nó một cái nhãn này à, a b c d e gì đấy thì sẽ được sau đó ấn vào cái chữ disk management này nhé tức là quản lý đĩa ấn vào đây ok sau khi nó kết nối được rồi thì các bạn sẽ nhìn xuống dưới này nhé ở đây nó có disk 0 disk 1 disk 2 này thì cái ổ ổ WD này, My Passport này của mình là cái ổ 1 terabyte Thì nó sẽ là cái này, cái disk 2 này Thì các bạn sẽ kích chuột phải vào cái này nhé Kích chuột phải vào cái ổ mà ổ cứng của bạn Tại vì ở đây nó nhìn thấy 1, 2, 3 này Còn mỗi cái ổ 1 t này nó chưa hiện lên trên máy tính Thì các bạn sẽ đừng có ấn vào cái chữ format này nhé Các bạn ấn vào nó Change, write, letter and pass Đấy, ấn vào đây đó, sau các bạn ấn vào chữ S này, tức là thêm thêm một cái ký tự cho nó, S yeah, này, đó Assign following right letter Bạn cho nó chữ F lại cũng được Hoặc không thì bạn thích thêm chữ nào thêm Đừng có thêm cái ký tự mà bạn đã có ở trên ổ đĩa rồi nhé Của mình là có C, D, E rồi Thì bây giờ mình sẽ thêm cho nó là F Assign the following right letter các bạn kích vào OK Đấy như vậy là xong rồi đó, Bây giờ nó sẽ hiện lên trên máy tính của bạn Rất là đơn giản Đóng cái này lại đó. Đây các bạn nhìn thấy à? Đây là local disk này Local disk F này Đấy ok và ổ ép này cũng tương đối đầy rồi à, có 10 còn à, có 10.8 gb thôi à, kích đúp vào đấy là các bạn có thể vào vô tư đấy là cách làm nào để khắc phục cái lỗi mà à, ổ cứng gắn ngoài gắn vào máy tính mà nó không hiện lên à, ok cảm ơn các bạn đã xem video nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào các bạn có thể comment bên dưới nếu như các bạn mới đến kênh của mình nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Goodbye.